Các bạn biết là trong đơn mũi thì trước kia các bác sĩ rất là thích lấy sụn tai, bởi vì sụn tai thứ nhất nó dễ sống, nó mềm mại và nó bọc đầu mũi thì rất là tốt. Nhưng sụn tai nó cũng có nhược điểm là nó dễ bị tiêu đi và cong vẹt theo thời gian, cho nên cái mũi sau một thời gian sau thì nó không còn được đẹp nữa. Và các bạn biết thời gian gần đây thì chúng ta phải đeo khẩu trang rất là nhiều, thì những cái bạn mà nâng mũi xong mà lấy sụn tai thì ít nhiều nó sẽ đau cái vùng tai của chúng ta và cũng ảnh hưởng đến cái vành tai của chúng ta một chút. Và chính vì vậy mà với cái sự phát triển của vật liệu sụn tai nano sinh học hiện nay thì cái việc mà chúng ta lấy sụn tai để nâng mũi gần như không cần thiết nữa. Chúng ta có thể sử dụng cái sụn tai nano sinh học để chúng ta thay thế hoàn toàn sụn tai của chúng ta và chỉ để chúng ta nâng mũi. Tuy nhiên là một số bạn là vẫn thích là vừa dùng cái sụn sườn nano sinh học vừa dùng cái sụn tai tự thân để nâng mũi thì cũng được. Chúng ta sẽ kết hợp hai loại này, thì chúng ta chỉ dùng cái sụn sườn nano sinh học để chúng ta dựng cái trụ mũi cho nó chắc, cho nó vững, cho nó cao, cho nó đẹp. Còn cái bằng đầu mũi, chóp mũi thì chúng ta có thể sử dụng sụn tai tự thân của chúng ta, hoặc chúng ta có thể sử dụng cái sụn tai nano sinh học để chúng ta thay thế hoàn toàn cái sụn tai tự thân của chúng ta thì đều được cả. Và hai cái chất liệu này khi chúng ta kết hợp với nhau thì nó đều tương thích với cơ thể gần như là tuyệt đối, rất là đảm bảo cho một cái mũi đẹp. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì về làm đẹp, các bạn có thể hỏi cho bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi gì của các bạn.